thì các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Gia Đình nha các bạn. Thì hôm nay mình Vinh Dương lại cập nhật cái lô xe mới về cho chị và các bạn nha. Đó, anh chào Dương mọi người. Chào bà con cô bác nha. Đợt này nhìn chung là ẹt về cũng nhiều mọi người. Dạ. Có rất là nhiều con pin ít nữa nè. Đang cũng bận về đủ kiện nè, cho đi đám anh em. Hôm nay mình cũng đem số lượng ngày thứ năm mình đem nhiều nữa. Tại đây mình trưng về thôi, trưng bày thôi. Còn trong ngày rất là còn nhiều anh em. Ẹt đồ màu nào cũng có, pin ít màu nào cũng có cho anh em hết. Pin ít thì từ 33 tới 37 nha anh em. Ẹt thì từ cũng giá đó 31 tới 37 nha anh em. Ẹt thì mình bán là ẹt cao không, chứ không có bán ẹt 25, 26, 27. Không có bán ẹt mà dưới 30 triệu anh em không cảm. Đây mình chơi từ 28 đổ lên không nha anh em. Cho ẹt chuẩn đúng không? Bao hồi anh em cũng đáng ngại. Nhưng mà anh em mua xe đây rất là đơn giản nha các bạn. Chỉ cần 4 triệu là các bạn có thể nhận xe rồi. Dạ. Mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Đợt này thì ẹt 155 cũng có nè mọi người. Cho anh chị và các bạn luôn. Anh chị và các bạn nào mình đam mê thì mình cứ liên hệ mình mua. Rồi, anh em mình mua thì mình kết bạn Mạnh và Zalo giùm em á. Dạ, kết bạn Mạnh nha. Kết bạn Mạnh và Zalo nha mọi người. Đó. 0929383839 nha. Còn trả góp thì chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe nha mọi người. Đây, các bạn nhìn đi. Số lượng viên nữ thì ở đây tầm 450 chiếc. Các bạn nhìn đi, màu vàng nữa nè. Vàng đen này bản độ màu rất là đẹp luôn. Có màu đỏ này, hàng này là hàng 3X nha mọi người. Trả tầm 4 triệu là các bạn nhận xe. Chỉ cần 4 triệu nha mọi người, mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Con Vario này là Vario 12537 triệu. Bao hồ sơ. Rồi, về con ẹt này. Con này tem sơn 3D này mọi người. Con này nhìn mới dữ ta. Dạ. Con này đời nhiêu anh? Dạ. 220 à? Dạ đúng rồi. 220. Đó. Con này đi mấy ngàn coi giùm em á. Còn đi ít nữa mà. 3.000. 3.000. Đó, 3.000 coi cho mọi người. Giá con này là 3X trả từ 4 triệu là nhận xe á. Ẹt thì từ 31 tới là 37 triệu. Đủ các loại cả. Anh chị và các bạn nào thích con nào thì mình cứ liên hệ mình mua. Rồi. Cứ liên hệ với anh em. Đó. Đó. Qua bên này nữa nè mọi người. Đây cũng là một chiếc nha. Ẹt luôn. Đó, ẹt cặp xanh GB cũng là 220 luôn. Xanh đen và xanh xám. Rồi tem trắng nữa. Đó. Con xanh đen, con xanh trắng. Ừ. Con này thì cặp này cũng là 3X nha mọi người. Biển số đâu anh? Con biển từ anh. Đó, thì mình rút hồ sơ sang tên được bình thường nha mọi người. Ở đây là giá là anh bao hết, bao không tí ngã, xe không tí ngã. Nên anh chị và các bạn nào mình mua thì mình cố gắng mình tới mình tham khảo ha. Cứ trả 4 triệu là các bạn nhận xe. Rồi, chuyển qua bên này là mở kinh nha mọi người. Đây là cái lô mở kinh. Cái này cũng ẹt chứ. Ẹt cũng 3X luôn nè. Ẹt đó nhiều lắm, xanh GB thì quá nhiều. Còn mở kinh nè. Đó, cặp mở kinh. Cặp này cũng đỉnh á. Đi tầm vài ngàn coi thôi mọi người. Trả cũng tầm 4 triệu là các bạn nhận xe nha. Rồi, anh em mình xem đi Sonic nè mọi người. Đây Sonic màu trắng đỏ. Đây là cái bản gọi là biển số 83 nha. Trắng đỏ hiện tại bản bách. Bách nhiều quá, bách nhiều quá. Bản này hiện tại á, nếu mà mua xe mới là ra tiền không phải tiền 65, cửa 65 thì hiện tại ở đây là Sonic là rơi vào từ 45 tới 53 triệu. À, 52 triệu anh em. À, con này 52 triệu. Bây giờ cặp tay thắng Racking 794 cây đúng. 794 coi. Cậu khác thì xe mới rồi, anh em nào mua có nhu cầu mua thì giỏi. 52 triệu bao hồ sơ. Đây tiếp tục Sonic bên trong nữa mọi người. Cũng là 5X luôn anh. Dạ đúng rồi. 5X. Bên trong 48 triệu bao tên. À, 48 triệu bao ra tên luôn. Dạ. Điều số đâu anh? 65 anh. 65, anh em nào 65 có thể là mua. Dạ. Ở chỗ khác được. Nguyễn là được rồi, khác là... Cứ, còn Rider là cứ từ 39 triệu trở lên anh. Dạ đúng rồi, 39 anh. 9.2.3. Rồi, Rider thì tầm 39 triệu trở lên, trả cũng tầm 5-6 triệu ha. Sonic thì mình trả từ 7 tới 10 triệu nha mọi người. Coi xe chia này. Xe chia thì cũng có rất là nhiều, xe chia dao động giá là từ 45 hả? 45 tới 43 tới 48 triệu nha mọi người. Đó xe chia còn rất là nhiều, như con này là 43 đó hả? Dạ đúng rồi. Con này con mới nha anh em. Hả? Con này con mới hay là con mới à? Con này con mới hả? 221, tem 221 nè mọi người. Đó xe chia 221, anh chị và các bạn nào mua thì mình liên hệ ha. Đó trả từ 6 tới 7 triệu. Rồi Winner V1 nè mọi người. Màu trắng đỏ với đen nhám. Cặp này nhiêu anh? Dạ. 3X anh. 3X luôn. Con này 32, còn con kia 3X, 33 triệu.
Con kia là 33. Dạ đúng rồi. 33 bao. 9 nha anh em. 33 bao sơ. Tiền nào của đó đâu mọi người. Dạ. Tới xem xe biết không. 9 nha anh em. Bô đen nha anh em. Gửi nha. Chuyện bỏ vỏ vậy nè anh em. Thấy đúng lên cái đổ vô chính nè. Rồi. Này là Winner V1 32 triệu bao sơ luôn. Con này 29 nha anh em. 29. Rồi. Rồi các bạn. Một con ẹt 220 tem vàng đồng nha mọi người. Hàng 3X trả 4 5 triệu các bạn nhận xe. Con GTR này là 37 triệu bao sơ nha mọi người. Dạ. Xe đi 3.000 coi lên có Smart K nha. Rồi tiếp tục là một con ẹt màu trắng đỏ đen. Con này giá nhiêu anh? Dạ 36 triệu anh. 36 triệu bao hồ sơ luôn nè mọi dạ. người. Trắng đỏ đen hàng mới về. Dạ đúng rồi, nhanh gọn lẹ anh. Rồi, Winner bản CBS chắc là 33 triệu ha. Không anh. À con này mới à? 7X anh. À hàng 7X. Con biết 7X còn nha. Hàng mới về nha anh. Chưa mới về. Ok, mới về nha mọi người. Tôi dứt tên 220 nha anh em. 220. Dạ. 3X trả 4 triệu là các bạn nhận xe. Rồi, về con Sachia. Yeah. Con này đi cầm tài thắng đi xin. Đi bao nhiêu? 13 ngàn. 13 ngàn. Xe sao đã về nha. Giá nhiêu anh? 43 cũng anh em. 43 triệu bao sơ. Trả từ 6 7 triệu là các bạn nhận xe nha. Mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Hiện tại ở đây chỉ trưng bày gì thôi, trưng bày ở nha anh em. Có gì anh em nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ nha. Và đặc biệt đó là một con Ad 155 nè mọi người. Ad phiên bản xanh GB hàng mới vừa về luôn. Hàng này vừa về cho mọi người. Xanh GB. Con này giá nhiêu anh? 48 triệu anh. 48 triệu hả? Bao sơ. Dạ. Đó, xanh GB 48 triệu bao sơ cho mọi người. Xe mới nha anh em. Rõ qua lông rồi đầy đủ nha anh em. Đây như xe mới. Này xe mới anh em. Xe bỏ này xe mới, còn con này ra biển con này nói đại khái là cũng như là kiểu như trung thưởng rồi đó rồi. Thì có chủ đàng hoàng 48 triệu bao hồ sơ luôn. Rồi con này là xe mới nè mọi người, đẹp 155. Con này xe mới, con này nếu mà 49 triệu bao hồ sơ, còn năm con này là 49 triệu là bao hồ sơ hả? Dạ, 49 triệu bao sơ mà 51 triệu là ra tiền hả? Dạ đúng rồi. Đó. Con này là mới luôn nè. Rồi, nguyên về cái Winner X này mọi người. Đợt này có vẻ giao nhìn có vẻ giảm hả nè. Đợt này có vẻ ít hơn hả? Dạ. Đó, Winner X nha mọi người. Thì đường đua nè, mấy cái mẫu mới 2021 có hết luôn. Thứ 3 X trả tầm 3-4 triệu là các bạn nhận xe, mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Lãi suất là cứ 1 triệu là 24 ngàn. Anh chị và các bạn nào mua thì mình để ý nha. Rồi, tiếp tục là mình thấy có một con Winner X mẫu mới nữa nè mọi người. Tem xanh Combo nhưng mà xanh nha mọi người. Bản này bản màu xanh mà. Anh em để ý mẫu 2021. Con này giá nhiêu anh? Dạ 7X hả? 7X anh ơi. Con này xe mới mà. Con này như xe mới rồi. Tại vì tem mới nè. Con này mẫu mới nè. Dạ 21 nha anh em. 21 nhìn vô tem đó, tem 21 đó mọi người, tem xanh đó. Rồi, hàng này 3X cơ. Trả từ 4 5 triệu các bạn nhận xe. Winner bên này là 36 hả? Dạ. 36 bao sơ. Rồi, qua bên này thì mở kiên màu cam đen nè mọi người, ẹt nữa nè. Số lượng còn rất là nhiều, hàng cứ 3X mọi người. Nào mình muốn mua thì mình cứ tới mình lựa thôi, tại vì xe này gần như xe mới nha mọi người. Gần như 98% so với xe mới. Anh chị và các bạn nào mua thì mình cứ tới nha. Mình cứ liên hệ tới xe máy Trung Dương nha mọi người, ở đây hỗ trợ trả từ 4-5 triệu các bạn nhận xe. Và giá là giá thường là bao hồ sơ hết cho anh chị và các bạn luôn. Ở đây thì hỗ trợ rất là nhiều cho anh em. Xe là bao chắc chắn là bao không tí nhã rồi. Đảm bảo với mọi người bao chỉnh chu hết cho anh chị và các bạn. Rồi, vào bên trong một tí nữa thì mọi người nhìn đi. Winner V1 đợt này lại về khá nhiều. Mấy chị còn về nữa nha anh em. Winner V1 bắt đầu là về nhiều. Mang về con 218 chạy 100 cây số. 218 mà chạy 100 cây số hả? Dạ đúng rồi. Đúng chắc luôn. Đó anh em nào mua có nhu cầu mua Winner V1 chơi thì mình cứ liên hệ. Màu đỏ này, màu đen này, màu xanh trắng nè mọi người. Thì cứ trả tầm hàng này là hàng 3X nha. Trả từ 3 tới 4 triệu là các bạn nhận xe. Winner cũng tương tự nha mọi người. Rồi, về cặp Sonic này là con này đi nhiêu coi ta? Dạ, hàng đó ngàn cây anh. Ngàn coi hả? 53 triệu hả? Dạ. Đó. Tại vì những con này như xe mới, anh chị và các bạn nào mua thì mình tới mua. Biển số 68 mình cứ ra mình check xe mới rồi mình nói thôi.
là so với xe mới cũng rất là nhiều. Rồi cánh đỏ cũng còn rất là nhiều. Giá Sonic thì từ 45 tới là 53, trả từ 7 tới 10 triệu nha mọi người. Đó, rồi, cái này là nguyên nick nữa nè mọi người. 3X trả từ 4 tới 5 triệu là các bạn nhận xe nha. Mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe ở đây đủ các màu cho anh chị và các bạn á. Xe lưa chưa lăn bánh cũng có luôn. Rồi, ngoài ra thì ở dưới này nè mọi người. Mọi người nhìn đi. Đó. Chủ yếu là Rider Sightseer Sonic còn rất là nhiều. Anh em nào mình có nhu cầu mua thì mình cứ tới thôi. Dạ. Đó, Rider 221 rồi nè. Còn Sightseer 221 cũng có Sonic 221 luôn nha mọi người. Thì anh chị và các bạn nào mua thì mình cứ liên hệ về Sonic thì trả từ 7 tới 10 triệu. Sightseer thì mình trả có thể là 6 tới 7 triệu. Rider thì mình trả từ 5 tới 6 triệu nha mọi người. Còn riêng về Winner X, Winner V1 và E thì mình trả từ 3 4 triệu cũng có thể nhận xe rồi. Mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Xe ở đây là xe bao không tiếng ngã cho anh chị và các bạn á. Đó, anh em mình chỉ cần đi đúng cửa hàng á, có gì alo cho anh kết bạn Mạnh và Zalo nha, để mà anh hỗ trợ hướng dẫn cho anh chị và các bạn nha. Rồi. Xe dưới 30 triệu anh em chỉ đưa 1-2 triệu là anh em nhận xe thôi. À, dưới 30 triệu là đưa 1-2 triệu cũng cho chặn xe luôn. Và như anh em bán bên em, đây em bán là phải đưa trước nha anh em. Thì đưa trước cũng vào giải được rồi. Còn anh em mà cần là mình hỗ trợ trước thì mình hỗ trợ trước cho anh em luôn. Ok. Nhưng mà phải trả lại cho mình. Đó, thì có gì anh em nào có nhu cầu mua thì có gì anh hỗ trợ cho, đơn giản vậy thôi. Tới ví dụ thiếu gì anh có thể hỗ trợ cho mọi người. Dạ đúng anh, này hỗ trợ hết ga mà. Cho dạ. Giải cho anh em hết. Rồi ok, thì mình vừa lướt qua cho anh chị và các bạn á. Anh chị và các bạn nào mua thì mình cứ liên hệ nha. Đó, xe máy Trùng Dương nha mọi người. Đi đúng cửa hàng nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn clip tiếp theo nha. Dạ, chào anh em. Chào các chuyên môn.